nhằm thẳng quân thù, bắn là câu nói nổi tiếng của người anh hùng nào trong kháng chiến chống Mỹ? Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Trung Trực hay là Nguyễn Viết Xuân? Xin mời bạn. Em nghiêng nhiều về phương án C và D. C và D, Nguyễn Trung Trực hoặc là Nguyễn Viết Xuân. Em xin sử dụng thêm một sự trợ giúp ạ. Vâng, bạn dùng quyền trợ giúp gì? Là hỏi tổ tư vấn tại chỗ ạ. Hỏi tổ tư vấn tại chỗ. Bạn dùng toàn vũ khí hạng nặng để cho những câu, tôi nghĩ câu này thì các nhà tư vấn cũng sẽ giải quyết được thôi. Vâng, chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Xin chào trường quay. Vâng, người chơi của chúng tôi đã gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái tư vấn. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Nhắm thẳng quân thù bắn là câu nói nổi tiếng của người anh hùng nào trong kháng chiến chống Mỹ? A. Nguyễn Văn Trỗi, B. Nguyễn Thái Bình, C. Nguyễn Trung Trực và D là Nguyễn Viết Xuân ạ. Nguyễn Trung Trực thì ở một thế kỷ khác. Nguyễn Thái Bình cũng không phải như vậy. Nguyễn Văn Trỗi thì cũng không phải. Đây là đáp án D nhá, anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Dạ vâng ạ, em cảm, vâng. Em cảm ơn ạ. Mọi người tư vấn cho bạn là D, Nguyễn Viết Xuân. Em cũng rất tin tưởng vào sự trợ giúp của các nhà thông thái. Vâng. Và em chọn phương án cuối cùng của mình là phương án D, Nguyễn Viết Xuân. D, Nguyễn Viết Xuân. Vâng ạ. Vâng. Và phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Thực ra nếu tôi gặp phải câu hỏi này thì với tôi là một câu hỏi dễ. Dạ. Vì cấp 1 tôi học ở trường Nguyễn Viết Xuân Nam Định nên là lịch sử này chúng tôi thường xuyên được nhắc lại, ôn lại. Dạ, nên khi thấy câu này là với tôi là đúng tủ đấy, nhưng rất tiếc tôi lại không được thi. Dạ. Nếu tôi thi là tôi không cần phải dùng quyền trợ giúp. Đấy.